Qua câu hỏi tiếp theo. Thư sư cho con hỏi, trong chánh kinh Đức Phật có lời dạy nào về phương pháp giải quyết mâu thuẫn khi có sự bất hòa, xung đột trong một tập thể không ạ? Mong sư có thể trích dẫn và phân tích cho chúng con được hiểu. Thứ nhất là ở trong Pháp Cú, phẩm song đối, Đức Thế Tôn có cái bài kệ là chúng sanh đây không biết, chúng ta đây bị hại. Khi hiểu được điều đó, tranh cãi được lắng dịu. Có nghĩa là sao? Lời dạy của Thế Tôn á, là đời sống thì ngắn ngủi, chúng ta rồi ai cũng phải chết. Mà mình không ý thức được, điều đó, lại còn ngồi đó mà tranh cãi. Khi ý thức được điều đó thì chúng ta không còn phải tranh cãi nữa. Nó giống như là trên một cái chiếc thuyền mà đang bị chìm, thì người ta còn ngồi đó mà người ta cãi nhau về những chuyện lông gà vỏ tỏi, thì đó là những người kém thông minh. Người thông minh là người ý thức được thuyền đang chìm thì mau mau kiếm cái phao, kiếm đồ để thoát ra khỏi cái thuyền đó, để leo lên một chiếc thuyền khác, hoặc là mang phao vào để mình không có chìm theo cái thuyền. Đó mới là cái điều cần làm. Và khi họ ý thức được điều đó thì họ không còn cãi nhau nữa. Hoặc giống như chúng ta đang cãi nhau mà nhà nó đang cháy. Khi ý thức được nhà đang cháy thì tự nhiên mình không còn cãi nhau nữa mà lo chạy ra khỏi căn nhà. Đó là cái phương pháp đầu tiên để giải quyết mâu thuẫn. Nhưng mà đây là phương pháp dành cho tập thể của những người biết tu hành. Cái phương pháp thứ hai là trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn dạy về tứ nhiếp pháp. Tức là gì? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Khi tu tập tứ nhiếp pháp thì chúng ta sẽ tránh khỏi sự bất hòa, sự mâu thuẫn ở trong tập thể. Rồi phương pháp, cái nhóm phương pháp thứ ba là trong Tăng Chi Bộ Kinh, chương 5 pháp, Đức Thế Tôn dạy khi mỗi khi mình nói về điều gì đó thì nên nói dựa trên những tiêu chí sau. Thứ nhất, chỉ nói lời đúng sự thật. Thứ hai, có lợi ích. Thứ ba, đúng thời điểm. Thứ tư, lời nói có sự suy tư, tức là biết lựa lời mà nói. Và thứ năm là nói bằng từ tâm. Khi chúng ta nói với nhau bằng năm điều kiện này thì chúng ta sẽ tránh được mâu thuẫn, xung đột, bất hòa. Rồi một cái nhóm nữa ở trong Tương Ưng và Tăng Chi đều có, đó là gì? Để giải quyết các mối xung đột bất hòa thì chúng ta nên an trú trong từ tâm. Khi chúng ta có từ tâm thì chúng ta sẽ không còn xung đột, không còn bất hòa với nhau. Một phương pháp nữa đó là ở trong Trung Bộ Kinh, bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc, thì chúng ta có thể giải quyết bằng cách là kham nhẫn và tránh né và tu tập. Thì khi chúng ta dùng ba cách này, chúng ta có thể tránh được sự mâu thuẫn, xung đột, bất hòa.